Hello, xin chào cả nhà và bạn nha. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại cả nhà và các bạn trong video ngày hôm nay của mình nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà và các bạn đi thăm bãi sóc nữa cả nhà. Đây, mình vừa xuống tại chỗ cả nhà. Phải đi bộ thêm đoạn đường nữa tại bãi đầu tiên cả nhà. Để mình review đồ ngày hôm nay đi thăm bãi sóc nha cả nhà. Đây, đồ ngày hôm nay đi thăm bãi sóc thì giống như mọi hôm thôi cả nhà. Đây, tủ lưới và chuối. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế cả nhà. Đi thăm bãi sóc thì có vậy thôi. Đây, nguyên vườn tràm cả nhà. Mà nhìn về ở đây ít sóc cả nhà ơi. Bị các đồng nghiệp kia làm rồi cả nhà. Rồi, đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả cô dì chú bác cùng anh chị em bạn bè đồng nghiệp gần xa là chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Rồi, bây giờ để mình tạm ập máy rồi nào đến cái bãi đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì mời cả nhà và các bạn cùng đi trải nghiệm thăm bãi sóc nào. Đi thôi. Rồi, cái đầu tiên mình ở đây luôn cả nhà. Rồi, đầu tiên có hàng luôn cả nhà ơi. Em sóc đất. Em này bự cả nhà. Cà phê. Đó. Đã cả nhà. Này bự lắm. Rồi, để nọc máy thảo ra ngoài bắt luôn cả nhà ơi. Rồi, mình thả em nó xuống cả nhà. Đã. Bự luôn cả nhà. Để bắt ra luôn rồi nha. À, để mình ập máy để cái tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Đây còn cái tiếp theo cả nhà. Những chuột nữa cả nhà ơi. Đây chuột hoài luôn. Rồi, đến nọ máy bắt ra luôn rồi nha. Rồi đến cái tiếp theo mình chia sẻ nhà xem tiếp nha. Rồi, tiếp tục cả nhà. Đây mình còn cái cả nhà. Ơi, chuột cả nhà ơi. Chuột nữa. Đây. Chuột bự giờ lá luôn. Để nó phải bắt ra luôn rồi nha. Để cái tiếp theo sẽ cả nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà. Đây mình còn cái nữa nha. Ơi, những chuột cả nhà ơi. Chuột nữa. Đó. Rồi, em ập máy bắt ra luôn rồi nhà ơi. Để cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Rồi, tiếp tục cả nhà, đây mình còn cái cả nhà. Đó, diện chuột rồi cả nhà ơi. Nó như diện chuột quay luôn. Chuột rồi cả nhà. Hình ập mãi bắt đầu ở nhà. Đến cả tiếp theo chia sẻ nhà xem tiếp nha. Tiếp tục nhé cả nhà.
Trên này mình có một cái nữa nha, mình thấy nó sập rồi, không biết con gì cao rồi nha, trên cao ở đây mình ở phải leo lên đó mình coi thử luôn cả nhà ơi, thử con gì nha. Ở nhà một em sóc nhang nữa cả nhà, đây để mình thả em sóc nhang này luôn cả nhà. Ra mày, chạy rồi cả nhà. Đây đến ọp mãi đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà. Cái này mình nhìn mà không phải nhìn sóc cả nhà ơi. Chim cái gì cả nhà? Trong cả nhà, bị chim gì đây cả nhà? Vô hơi khó cả nhà. Qua đây vô coi. Đó, chim là chim gì cả nhà? À, để mình thả xuống. Ông máy thả xuống ra ngoài cả nhà. À, mình thả xuống cả nhà. Chim này chim gì cả nhà? Thấy cũng đẹp lắm. Đây, để bắt ra luôn rồi cả nhà. Đây, bắt ra rồi này. Chim này chim gì cả nhà? À, để nó phải mình thả đi luôn cả nhà. Đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Đây mình còn cái cả nhà. Này nhìn chim nữa cả nhà ơi. Để nó mày thả xuống cả nhà. Đây đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà. Đây mình còn cái nữa. Nhìn chuột nữa cả nhà ơi. Chuột nữa nha. Ọp máy thả bắt luôn cả nhà. Rồi đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Rồi, đây mình còn cái nữa cả nhà. Nhìn chuột nữa nha ơi. Cái này gì ấy? Chuột không luôn. Con này nhỏ quá, anh thả cả nhà. Chạy đi rồi cả nhà. Rồi để nộp máy thả là nộp máy ra là cái bài để cả tiếp theo mình chia sẻ nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà. Đây mình còn cái này. Con chuột gì bự cho bảo được luôn cả nhà ơi. Chuột nữa. Chuột còn nhúng nữa nhà ơi. À, thấy không? Chuột còn nhúng ấy cả nhà. Đây, để nộp máy thả ra ngoài bắt luôn cả nhà. Để đến cái tiếp theo mình chia sẻ nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà. Đây mình còn cái nữa cả nhà. Mình thấy nó dính rồi cả nhà. Em sóc đất rồi cả nhà. Đó, đã chưa? À, để đọc mày thả ra ngoài bắt luôn rồi nha. À, thả em nó xuống rồi nha. À, để bắt ra luôn rồi nha. Chiều tối rồi, nó mình có việc chiều rồi nha.
Rồi, nó ọp máy ra là cái bẫy rồi, cả tiếp theo mình chia sẻ nhà xem tiếp nhá. Tiếp tục cả nhà. Đây mình còn cái này nha. Ơi, nhìn chim nữa cả nhà ơi. Chim nữa. Con này con quần quật như cả nhà. Quật vàng. À, để ọp máy thả ra ngoài coi cho rõ luôn cả nhà ơi. Này nè, chim cả nhà. Mình thả luôn cả nhà. Đi, đi. Đặt ra thả luôn cả nhà. Giờ tội rồi nó không chịu bay nữa. Bay đi rồi cả nhà. À, còn đâu đây nè. Lũi đâu rồi cả nhà. Rồi cho nó đi đi. Rồi, cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Rồi. Mình vừa thăm cái bẫy cuối cùng xong cả nhà, chín chuột mà mình không quay mình thả luôn cả nhà. Nhỏ quá. Đây thành quả hôm nay cả nhà. Hôm nay nói chung là mấy bạn dính đủ thứ cả nhà. Được mấy con sóc cả nhà. Sóc đất. Chuột bắt lại như đây thôi cả nhà. Còn mình thả nhiều lắm cả nhà ơi. Thả quá trời thả luôn. Dính, nói chung là hôm nay dính nhiều lắm cả nhà. Dính đủ thứ, chuột chim đồ còn có cả nhà. Mình thả hết rồi cả nhà. Đây con chuột cộng nhâm này mình bỏ trong cái lồng đem về luôn cả nhà. Tại nó phá hư lồng hết cả nhà. Dữ lắm cả nhà. Chim như ba con chim cả nhà. Hôm nay sao dính chim quá trời luôn. Rồi, video mình cũng xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà xem video có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ mình tranh thủ mình về cả nhà. Tối rồi, 6 giờ mấy. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha. Bye bye.